Theo báo cáo, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 giao cho 9 địa phương là gần 49.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương trên 32.000 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 16.889 tỷ đồng. Đến hết tháng 3, 9 địa phương mới giải ngân được gần 3.540 tỷ đồng, đạt 7,23% kế hoạch. Khó khăn phổ biến hiện nay là vấn đề khai thác đất sử dụng cho các dự án đầu tư công, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng khi triển khai các dự án giao thông, giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng biến động khó lường. Nguyên nhân chủ quan là do chủ đầu tư chưa quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các dự án trong phạm vi của mình. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, trong đó cần thống nhất nguyên tắc thứ tự ưu tiên đẩy mạnh phân cấp theo thẩm quyền đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện